câu chuyện trí tuệ người Do Thái dạy con kiếm tiền hay nhất. Chúng ta vẫn hay nói rằng người Do Thái là dân tộc thông minh nhất thế giới. Thật vậy, đây không phải nhận định vô căn cứ mà đã được chứng minh bằng cả khoa học. Thế mới thấy người Do Thái có đầu óc siêu phàm đến cỡ nào. Và chắc chắn là trong lĩnh vực kinh doanh, họ cũng sẽ là những con quái vật khát máu với những chiến lược kinh doanh thôn tính tất cả. Trong video ngày hôm nay, hãy điểm qua những câu chuyện kinh doanh để đời của người Do Thái, mà biết đâu nghe xong, bạn có thể một bước lên tiền. 1. Kẻ ăn mày duy nhất. Người ta vẫn nói là người thành công thì có lối đi riêng, quả đúng không sai. Nhưng mà lối đi của người Do Thái trong câu chuyện này thì có hơi lạ. Chuyện rằng vào một ngày đẹp trời, có một nhóm người ăn mày đang nằm chơi, vừa phơi nắng vừa cầu cho bản thân. Có người thì muốn trở thành đại gia, có người muốn lấy một người vợ đại gia, có người lại cầu cho mình giỏi giang hơn. Trong đó, có một kẻ ăn mày là người Do Thái. Anh ta cũng ngước lên trời và cầu nguyện. Một người mới hỏi, anh đang cầu cái gì vậy? Tôi ước tôi là ăn mày duy nhất ở trong thành phố này. Nghe xong, bạn có lẽ sẽ cảm thấy thật nực cười đúng không? Đó có thể là lý do tại sao bạn vẫn chưa giàu. Đừng chỉ nhìn vào nghĩa đen của câu chuyện, đằng sau nó là cả một kho tàng triết lý. Muốn có kết quả khác, trước tiên chúng ta phải có cách nghĩ khác. Muốn có những thứ bạn chưa từng có, thì bạn phải làm những việc bạn chưa từng làm. Tư duy đi trước, rồi mới tới hành động. Cũng như việc cả một khu phố bán quán ăn, mà bạn còn định mở thêm một tiệm ăn nữa, thì quả thật là ngu ngốc. Thay vào đó, thì tại sao lại không mở cho mình một quán nước? Mỗi hành động sẽ luôn thể hiện tư duy ở trong bạn. Kết quả tốt chứng tỏ tư duy của bạn rất tốt. Trong thị trường kinh tế ngày nay, bạn phải nghĩ ra những ý tưởng mà những người khác không nghĩ đến, tìm ra những khoảng trống thị trường mà những người khác không tìm thấy và tạo ra cái khái niệm độc đáo và duy nhất. Nếu làm được điều đó, bạn chắc chắn sẽ thành công. Hãy trở thành một người ăn mày duy nhất, chắc chắn bạn sẽ giàu và đó sẽ là lý do tại sao người Do Thái có thể trở thành con người giàu nhất thế giới, bởi họ có thể vượt qua được những suy nghĩ thông thường, không theo lối mòn và đi theo con đường đầy khác biệt. 2. Chú chó trông nhà. Trong một cửa tiệm mở ra bởi người Do Thái, họ quảng cáo khả năng trông nhà của những chú chó tại đây cực kỳ tốt. Khách hàng sau khi mua về một thời gian thì giận dữ quay lại và phàn nàn. Tôi mua chó của anh để giúp trông nhà, thế mà tối hôm qua tôi bị trộm cậy cửa vào nhà, cũng mất 200 đô la. Vậy mà nó có sủa tiếng nào đâu? Ông chủ Do Thái mới giải thích. À thì chủ nhân cũ của nó là một triệu phú, cho nên nó mới thấy 200 đô của anh không đáng để sủa ấy mà. Vậy bài học rút ra là gì? Đó là quản lý có những nguyên tắc vĩnh viễn tồn tại và không có tính cố định. Dựa trên những hệ quy chiếu khác nhau, người ta có thể nhìn nhận những vấn đề, những nguyên tắc theo cách khác nhau. Trong kinh doanh cũng như vậy, những đối tượng kinh doanh khác nhau, chúng ta cũng cần phải có những nguyên tắc riêng biệt, không thể bó chặt, không phải điều gì cũng có thể áp dụng trong mọi trường hợp. Đây mới là ý nghĩa cuối cùng của câu chuyện này. 3. Người kinh doanh trong tù. Người ta thường nói chỉ có con người bỏ qua cơ hội, chứ cơ hội thì không bỏ qua bất kỳ ai. Đó đích thực là điều hoàn toàn đúng đắn với câu chuyện tiếp theo này. Câu chuyện kể lại rằng có 3 người đàn ông phải chịu án tù 3 năm. Quản giáo hứa rằng mỗi người có thể đưa ra một yêu cầu. Người Mỹ rất nghiện thuốc nên nhanh chóng xin 3 hộp thuốc. Người Pháp yêu thích sự lãng mạn nên yêu cầu có một người phụ nữ đẹp ở bên cạnh. Do Thái thì muốn có một chiếc điện thoại có thể liên lạc với thế giới bên ngoài bất kỳ lúc nào. Và bạn hãy thử đoán xem ai sẽ là người thành công nhất. Sau 3 năm, người Mỹ ra khỏi tù với 3 hộp thuốc còn nguyên trên tay và miệng không ngừng hét lên, hãy cho tôi lửa, cho tôi lửa. Thì ra là anh ta đã quên yêu cầu bật lửa. Tiếp đấy là người Pháp bước ra khỏi tù của người phụ nữ, trên tay mỗi người đều đang bế một đứa trẻ và trong bụng cô ta còn có một đứa bé khác đang thành hình. Và người Do Thái bước ra cuối cùng. Anh ta bắt tay quản tù cảm ơn, rồi bước lên chiếc ô tô sang trọng đang chờ sẵn ở bên ngoài. Hóa ra là nhờ có chiếc điện thoại, anh ta vẫn không ngừng đầu tư vào kinh doanh với thế giới bên ngoài. Kết quả là rất thành công và nhanh chóng có cả một khối gia tài không nhỏ. Trong thực tế thì sự lựa chọn trong quá khứ của doanh nghiệp sẽ quyết định thành tựu hiện tại. Còn sự lựa chọn trong hiện tại sẽ quyết định sự phát triển của tương lai. Với mỗi lựa chọn khác nhau, người ta sẽ phải đối mặt với những số phận khác nhau. 4. Dùng trí tuệ sáng tạo của cải và tài sản. Nếu các câu chuyện vừa rồi nghe có vẻ khá là hư cấu, thì câu chuyện tiếp theo đây là hoàn toàn có thật. Rất nhiều năm trước, trong trại tập trung Auschwitz, một người Do Thái đã nói với con trai của ông ta rằng, tài sản duy nhất của chúng ta lúc này đó chính là trí tuệ.
khi người khác nói 1 cộng 1 bằng 2, thì chúng ta phải nghĩ cách để 1 cộng 1 bằng 3. Thời điểm đó, phát xít Đức đã đầu độc, khiến mấy trăm nghìn người trong trại tập trung Auschwitz bị chết. Duy chỉ có hai cha con người Do Thái là sống sót. Năm 1946, hai cha con đến Mỹ và bắt đầu kinh doanh đồ đồng tại Houston. Một cân đồng có giá bao nhiêu tiền? Người con mới trả lời, 35 xu thưa cha. Người cha nói, đúng vậy, tất cả người dân bang Texas đều biết là một cân đồng có giá 35 xu. Nhưng con là con trai của một người Do Thái. Vì vậy, cần phải hiểu, một cân đồng trị giá 35 đô la. Con thử lấy một cân đồng là một tay nắm cửa xem sao. 20 năm sau, người cha qua đời, người con trai một mình kinh doanh cửa hàng đồ đồng. Anh ta từng chế tạo rất nhiều trống đồng, làm huy chương cho Thế vận hội Olympic. Thậm chí, anh ta đã từng bán một bảng đồng với giá là 3.500 đô la Mỹ. Khi đó, anh ta đã là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Macco. Tuy nhiên, thứ thực sự khiến anh ta trở nên nổi tiếng là một đống rác của thành phố New York. Vào năm 1974, chính phủ Mỹ muốn làm mới tượng nữ thần tự do, vứt bỏ đống phế liệu cũ và kêu gọi mời thầu trên khắp cả nước. Nhưng đã mấy tháng trôi qua mà không có ai tới nhận thầu. Khi ấy, anh ta đang du lịch ở Pháp. Sau khi nghe được thông tin, liền lập tức bay tới New York. Nhìn những miếng đồng, ốc và gỗ chất đầy như núi dưới bức tượng nữ thần tự do, chưa kịp đưa điều kiện, anh ta liền lập tức đồng ý ký tên. Rất nhiều công ty vận chuyển ở New York thầm cười trước hành động ngu xuẩn của anh ta, bởi vì tại thành phố New York có quy định xử lý rác thải hết sức nghiêm ngặt. Làm không cẩn thận sẽ bị tổ chức vệ sinh môi trường khởi kiện. Giữa lúc nhiều người đang cười nhạo anh chàng Do Thái, thì anh ta bắt đầu sắp xếp nhân công, phân loại đồng phế liệu, mang đồng nung chảy rồi đúc thành một bức tượng nữ thần tự do nhỏ, gia công những miếng bê tông và gỗ thành bệ đỡ, phế liệu chì và nhôm làm thành chìa khóa của quảng trường Mỹ. Cuối cùng, anh ta thậm chí còn gói ghém lại lớp bụi được quét xuống từ bức tượng nữ thần tự do và bán tới cửa hàng hoa. Không đến 3 tháng, anh ta đã biến đống phế liệu đó trở thành 3,5 triệu đô la Mỹ. Giá bán của mỗi cân đồng tăng lên gấp đúng 10.000 lần. Vậy thì qua câu chuyện, bạn học được gì ở đây? Có lẽ nhiều người chỉ nghĩ đơn giản, đó chỉ là việc nhận đồng rồi đúc ra thôi, ai mà chả làm được. Thế nhưng, trong thời điểm ấy, không có bất kỳ ai nghĩ đến và dám thực hiện nó như chàng trai này. Thế mới thấy là không phải người Do Thái bẩm sinh vốn đã thông minh hơn bất cứ chủng tộc nào khác, mà họ biết cách làm thế nào để rèn đúc ra những đồng tiền vàng vô giá. Biết làm thế nào để từ một thứ tưởng như rẻ mạt trở thành một thứ đồ quý giá.